thung lũng Waimea ở Hawaii có gì? Y hệt Việt Nam luôn các bạn ơi. Điều mình thích nhất ở Hawaii là có rất là nhiều cây to như thế này các bạn. Cây này người ta gọi là umbrella tree, có nghĩa là cây giống cây dù á. Hoặc là người ta còn gọi một cái tên khác đó là monkey pot tree, cái gì đó của con khỉ đó. Đi tới đâu các bạn cũng dễ dàng thấy những cây to như vậy, rất là đẹp luôn. Nó to và nó có cái hoa màu hồng rất là đẹp. Thung lũng Waimea là cái khu bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn những cái giá trị văn hóa của người Hawaii. Thì ở nơi này thích hợp cho những cái người yêu thiên nhiên và muốn khám phá, muốn tận hưởng những cái điều tốt lành của thiên nhiên mang lại. Họ có thể đi bộ nè, họ có thể đi vào rừng nè, họ có thể đi tắm suối, và người ta cũng có nhiều cái hoạt động để mình tham gia. Rồi cũng có rất là nhiều cái nơi họ, cả nhiều cặp đôi họ đến đây để họ tổ chức lễ cưới, để những cái tiệc trong rừng đó các bạn, rồi tổ chức chụp hình đủ kiểu. Vào đây thì mình mua vé để mình lên xe buýt, mình đi tới suối thay vì mình phải đi bộ. Nói chung là hơi lười đi bộ, thì ai thích đi bộ thì đi, ai không thích đi bộ thì mua vé có xe buýt đưa mình đi lên tới suối, mình có thể ngồi trên xe và ngắm cảnh. Các bạn thấy không, nó có hoa súng nè, rồi ý ở Việt Nam luôn, nhà kia giống nhà sàn nữa chứ. Nó xe buýt đang đứng đợi nè. Đi lên xe, đi một vòng ngắm cảnh. Rất là nhiều cây. Có những cái cây mình nhìn mình thấy quen lắm nhưng mà lại không nhớ cái tên. Nhớ cái tên. Nhiều người đi bộ trên đường. Người Mỹ họ thích đi bộ như vậy đó. Cái túi nè. Đi qua cái cầu. Có dòng suối ở phía trên, nguồn nó chảy qua. Đi cái xe bếp này ngộ lắm, cái anh tài xế anh không có dùng cái còi của cái xe mà anh dùng cái chuông, anh lắc lắc, anh cứ thấy người là anh lắc cái chuông. Các bạn thấy không, rừng núi cây cối y hệt Việt Nam luôn, không khác gì cả. Thời tiết ở đây rất là mát mẻ các bạn. Không khí thì trong lành. Mặc dù trời có nắng nhưng mà nó mát, dịu mát, chứ không có kiểu mà nó oi bức hay là nó nóng, nó rất bết mồ hôi. Bởi vì ở đây độ ẩm nó không có cao như Việt Nam mình. What's up, man?
Có nhiều con đường lớn nhỏ và nhiều ngã rẽ khác nhau này, mình có thể đi vào rừng, đi bộ vào rừng, rồi có nhiều người họ mang đồ theo cắm trại nữa các bạn. Đường đi bộ lên suối này khoảng hơn 2 cây số đó các bạn, 1,5 dặm là khoảng 2,4 cây số đó, km đó. Tới rồi nè các bạn. Thì cứ mỗi 30 phút thì sẽ có một cái chuyến xe buýt, thì giờ mình xuống đây hồi nữa mình quay lại thì cũng có xe để đón mình. Mùa này là mùa nắng cho nên nước suối cũng không có nhiều nước. Suối rồi đây, người ta có bán đồ bơi cho những người mà không có mang theo đồ bơi nè các bạn. Rồi ai mà đi không nổi thì có chiếc xe chở đi, chiếc xe điện ngồi đưa lên tới nơi luôn. Đó, suối mình giờ còn có chút xíu vậy đó. Cả nước mà rất là nhiều người tắm, mà mình nhìn cái nước này nó cũng không có trong lắm đâu, nhưng mà nhiều người tắm đó. Hãy
đông người ngồi chờ lắm nè. Mình chỉ biết vậy thôi chứ vợ chồng mình không có tắm. Đi về, đi còn về. Ở đây họ cũng có bán một số cái đồ lưu niệm của người Hawaii. Rồi ở đằng kia họ bán kem, bán đá bào. Tự nhiên qua đây thích ăn đá bào ghê. Đá bào ở đây không có rẻ nha các bạn, 6 đô một cái ly nhỏ xíu xíu mà toàn đá không. Đây là siro xoài với đá bào. Hôm nay vợ chồng mình đặt một cái xe, có anh tài xế ảnh đưa mình đi đến các cái điểm du lịch nào mà mình muốn đi á, ảnh đưa đi và ảnh ngồi ảnh chờ ở ngoài, cho nên là mình cũng tới cho biết thôi, rồi mình đi qua cái điểm du lịch khác. Đang lá dừa các bạn, y hệt như miền Tây luôn. Sơn mấy cục đá bán. Đá này còn nhỏ mình thấy rất là nhiều, gọi là lắm phải không ta? Đây là cũng có riêng một cái cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán đủ thứ đồ. Rồi họ cũng có nhà hàng ăn uống để cho mình ở lại, mình ăn, mình nghỉ, mình chơi cả ngày. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ ra xe đi tới cái điểm du lịch khác.
các bạn ở video sau nha.